To the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sadanto Suchedo Ye Alahodi Samyao Samputo Siye. Namo Tarakta Toya Daya Alahade Tamyup Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million eons is difficult to encounter. And now that I'm able to see and hear, I vow I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu sheng 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 wei miao fa ba he qian. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarch, Venerable Xinhua, Venerable Left Home People, and all good advisors, Amitofo. Chufo Pusa, Liu Tzu, Shifu Shangren, Gawei Chucharen, Gawei Shantishi, Amitofo. Chi Phật Bồ Tát, Kinh Thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Thiên Hóa, Ký Thầy Cô và Ký Vị Thịnh Sư Thức, A Di Đà Phật. Tonight is the 29th of December, 2018, we are gathered at Weimang Temple to continue discussing the Six Patriarch Sutra. We presently on slide 118, but let me back up a little bit to 116, maybe 114. I guess some new people here. Thầy muốn trở về hai cái tấm, vài tấm mà tấm trăm nghìn vốn. It says here in the sutra on slide number 114, it says, the deluded ask the wise speak Dharma to the deluded. That's what we just did. We requested the Dharma. This is a very formal process. Nói, kinh nói là ngài lục tổ ngài dạy cái người mê muội đó thì phải nói pháp, phải hỏi thỉnh hỏi pháp khi cho người có trí huệ, người có trí huệ phải nói pháp cho người mê muội. Okay, one, actually the Chinese word that the Six Patriarch uses, one, is to ask. Actually, what we just did is a lot more formalized. Thực ra cái thỉnh pháp của mình nó quan trọng hơn nữa. Because one here has actually the six patriarch probably means with a lot more respect. The proper word should be chính pháp. It should not be one. Cái người mê muội phải thỉnh pháp. You have to request the Dharma from the wise. Because if you don't request the Dharma properly, don't ask properly, the wise is not obligated to tell you. Tại vì quý vị, vị biết không, nếu như quý vị mà không biết thỉnh pháp đàng hoàng đó, thì cái người có trí huệ không cần nói pháp cho quý vị nghe. They're not obligated to tell you anything. Okay? So that's why one of the things I really admire about my late teacher, Venerable Xinhua, is that he taught us this Dharma request process here. And thì phục ngài Tiếng Hóa chỗ là thầy tôn trọng đó, thành thầy vẫn duy trì cái pháp đó, là phải biết có cái phương pháp là thỉnh pháp. When you request the Dharma like this, okay, the people, I also request the Dharma as well along with you. Thì kính cá nhân thầy cũng thỉnh pháp luôn đó. Because I'm praying. When I put my hands together, I'm praying that the Buddhas and Bodhisattvas, the one who have wisdom, will speak Dharma to you through me. Tại lúc ấy, ngay cái phương pháp này cũng vậy.
Và khi mà thầy nói pháp vậy thì ra thầy cũng đang thỉnh Phật Bồ Tát nói pháp cho chúng ta nghe qua cái miệng của thầy. Okay. That's the meaning of this beautiful process that I never saw anywhere else. Cái là cái pháp đặc biệt lắm mà không có cái chùa nào thầy thấy hết. Only at my master's temples. And that's in the spirit of what this is, this line in the Six Patriarch Sutra, the deluded ask the wise, request the Dharma from the wise. And the wise must, in that case, the must speak Dharma to the deluded. Và nếu như cái vị thỉnh pháp đúng, thì cái người có trí huệ phải nói pháp cho cái vị nghe. So far, so good? Okay. Therein also lies this very important concept that when you deluded, you need someone who has wisdom to explain things to you. It's not something that you can understand on your own. Cái mà cái điểm thứ nhì thì muốn nhấn mạnh là khi mà quý vị mê muội, chúng ta mê muội phải có cái người có trí huệ nói ta mới hiểu được. It's not something you can figure out, like stress. Không phải cái mà quý vị có thể nghiên cứu được. Okay. And this is part of the sudden teaching. Đây là cái đốn giáo. Right? Because later on slide number 116, rồi tới cái tấm cái kinh của trong cái tấm 116 đó. And when the wise speak Dharma to the deluded suddenly awaken and understand. Their minds open up and they're no longer different from the wise. Đây là cái đốn giáo. This is the sudden teaching right here. You request the Dharma because when the proper Dharma is explained to you, is spoken to you, and you suddenly awaken to that teaching, awaken to those concepts, you are as wise as a person who spoke the Dharma to you. That's called sudden enlightenment. Okay? Thầy nói rằng, nếu như quý vị nghe cái pháp, mà quý vị bỗng nhiên đốn ngộ, bỗng nhiên thức tỉnh, chợt tỉnh đấy, thì lúc đó quý vị với cái người nói pháp có trí huệ giống nhau, không khác gì hết. Isn't that wonderful? It's so democratic. Cái này là một cái sự rất rất là công bằng. Okay? If you awaken to the Dharma that's spoken to you, là nếu như quý vị mà thực tỉnh tới cái pháp mà đang nói cho quý vị nghe đó, then you're the same. You attain the same level as the wise person. You open your wisdom. Thực tỉnh lại có nghĩa là quý vị mở cái trí huệ quý vị ra. Any questions? That is why it's so critical that you need to understand that if you want to attain liberation and you're not, and you're still confused, you're still deluded, you have to learn to request the Dharma from the people who have wisdom. Hãy nhắc lại cái điểm Ngài Lục Tổ nói mà Thầy nhấn mạnh cho biết. Nếu như mình cảm thấy mình chưa có trí huệ, thì phải biết thỉnh pháp cái người có trí huệ. You have to request the Dharma from the wise. And the wise must then speak Dharma to you. Và quý vị thỉnh pháp như vậy thì cái người có trí huệ phải nói pháp cho quý vị nghe. This is why part of our training has always been, since my masters, I learned from my masters as well, is that we train our students, especially our left-form people, to take this Dharma speaking responsibility very seriously. Bởi vậy, các anh sẽ học được cái ngày tiếng Hoa đó, là những người xuất gia đó phải quan trọng cái việc nói pháp. All right? Because when you practice, when you cultivate, and this particular left form people's Dharma is designed to help you open your wisdom, and you, after you open your wisdom, you need to speak Dharma to the people who are still deluded. Thành ra cái pháp xuất gia mình là pháp để giúp quý vị mở trí huệ. Một khi mở trí huệ rồi đó, thì quý vị phải nói pháp cho cái người đang còn mê muội. That is why it takes training. Okay, thành phải được huấn luyện lúc đó. Any questions?
Yes. When the wise ones speak to the deluded person, is there any possibility the deluded person can attain the certain enlightenment higher level than the person who spoke to start with? Câu hỏi là nếu như cái người mà có trí huệ mà nói pháp, mà cái người mà nghe pháp đó đó được đố ngộ, thì cái đố ngộ đó nó có thể cao hơn cái người mà nói pháp nghe là không? I'm not sure. From what I've seen so far, no. Okay. Thầy không biết. I haven't seen all the cases yet. From what I've seen so far, is the person who is wise speaks Dharma to you. Actually, there's constraint because that wisdom is limited by the speaker. And therefore, what you awaken to, okay, is constrained by the wisdom level of the Dharma speaker. Okay, from what I've seen so far. Okay, so, but it's possible, but I have yet to see a case. Thành thầy thấy những cái trường hợp mà cái người mà có trí huệ nói pháp á, thì cái pháp người ta nói đó nó bị hạn chế bởi cái hiểu biết, cái trí huệ của cái người nói pháp. Thành thầy chưa thấy cái người nào mà nghe pháp, tỉnh pháp mà được đắc hơn cái trình độ cái người nói pháp. Nhưng đều vẫn có thể được. But conceivably still possible. Why is it possible? Tại sao nó có thể được? Can anyone, someone think of a case where it's possible? Quý vị có nghĩ tới cái trường hợp mà có thể có được không? Anyone? One particular situation could be that even though the Dharma speaker is limited, but the Buddhas and Bodhisattva above that person, who backs up that person, speaks the Dharma through that person to you, and therefore you can surpass the Dharma speaker. Thì cũng thể trường hợp nếu trên lý thuyết á, là cái người cái Đức Phật, Đức Bồ Tát có thể dùng cái người thuyết cái người pháp sư nói pháp đó để mà nói pháp cho quý vị nghe, thì trình độ quý vị có thể đạt hơn cái người pháp sư được. So it's possible. Okay, but I have yet to see that. Thầy chưa thấy rồi. That's all. But that's because I'm limited. Thầy bị hạn chế. So I couldn't see. Okay. But it's potentially possible. Yes, sir. Tổ, khi mà Ngài nghe cái câu của kệ Kinh Kim Cang thông qua một cái người ở tại gia đọc, Ngài giác ngộ, thì có phải trường hợp đó áp dụng vô cái câu hỏi được không? I can't hear your question. The speak up. Enunciate clearly. Dạ, thì khi mà Lục Tổ nghe cái câu kệ trong Kinh Kim Cang lần đầu tiên nghe qua một cái người tại gia đọc, thì Ngài Lục Tổ là đắc giác ngộ tại cái thời điểm đó, thì như vậy có phải cái lúc mà cái người đọc Kinh Kim Cang có phải có cái trình độ thấp hơn của Ngài Lục Tổ lúc đó không? Cái đó là tại nghe lời kinh, chứ không phải là người giảng. Lúc mà thầy nói cái đó, câu hỏi là cái hàng cái người mà chỉ cái pháp tu của thầy đó. Ok, thì như vậy đó, chàng người nói bây giờ cái ông thầy, ông sư phụ thầy mà chỉ cách phương pháp luyện công đó, chỉ cái pháp mà ông hiểu được đó, thì nó bị hạn chế bởi cái hiểu biết của ông thầy. Còn lúc mà Ngài Lục Tổ mà nghe ông kia là chỉ nghe cái lời kinh thôi, là nghe thẳng cái lời của Phật, thành ra nó không bị hạn chế vậy. Thế sự thì khác biệt hơn. It's very, very smart question. But it's Vietnamese. Huh? Should I explain it to you? The Vietnamese eat pho, so you know. You don't eat pho. Why would you need to know? It's not fair. Huh? What? You eat what? No, pho is not pho. It's different. You eat different stuff from us. Thế trả lời mình người Việt Nam ăn phở, còn họ đâu có ăn phở. Họ ý là họ ăn pho. No, it's totally different.
He says that, okay, I hear you, but what about, since we are speaking Six Patriarch Sutra, the first time Huineng heard the line, "In我所处生其心," you should produce a mind that dwells nowhere. Okay, from this person, who this lay person who recited that line, and he became enlightened. Wasn't he supposed to be restricted by that guy as well? Because is he higher or lower level? See, you need to eat pho to be able to understand the subtleties here. Pretty good, huh? That's pretty good. Go ahead. That's a pretty good question. He says, yeah, according to the subtleties of pho, you know, clearly. Rõ ràng ăn phở mới được cái trình độ này. Chinese have any problems? Sichuan? Sichuan? Hunan? Or kimchi people? So it's pretty cool, isn't it? That question is pretty good. He says, the guy says, you know, if you say there's limitation by the person who gives the Dharma to you, then how could he's already polite, because he eats pho. He said, how could the patriarch become enlightened? Because clearly that guy is probably lower level than the sixth patriarch. How could he become enlightened? Khá thông minh hỏi, khá thông minh. Ăn phở nhiều khá nữa. So what's the answer? Vietnamese do not help them. So what's your answer? Anh nghĩ sao? The non-phở people. What's your thinking? How is it possible? Yes, ma'am. Chinese have us. No, you Vietnamese stay away from us. Do not help these non-phở people. Yes, ma'am. What is the rationale? Give her a microphone. Can we get more handheld microphones? Are we short of microphones? I asked you this before. I thought I bought a bunch, but apparently not enough. I don't remember this quite clearly. I thought the "In无所住而生其心" that Dharma was not spoken by that person. The person only recited that phrase from somewhere. She must understand Vietnamese. This is not possible. It's from Varsha Sutra, Phoebe said. Yeah. Did anyone explain to her? Did the Chinese cheat? That's very good. Câu này cô chắc ai mắt lẻo cô trước chứ không có nào cô nói trả lời đúng cái bóc. Cô nói là cái đó là cái câu của kinh chứ là cái câu giảng của cái người ấy đâu. Cái người ông đã có giảng cho cái Huệ Năng đâu. Ông chỉ đọc cái lời kinh thôi. Đúng như thầy trả lời như vậy. Just exactly why I explained in Vietnamese to the Vietnamese, the pho-eating people. I explained that this is a different case because what I'm referring to is when the deluded asked the wise, asked Dharma from the wise. The wise explains the deluded. The explanation is colored by the wise's level, right? The wise can understand the Dharma so much only. So that's why whatever he explained to you is limited by his ability to comprehend. Okay, that's the limitation from asking a Dharma from someone, okay? However, what happened between Huineng, what happened to Huineng back then is that Huineng was not asking for the Dharma. He was simply hearing the sutra. And the sutra is the explanation from the Buddha. There's no limitation.
That's why. Is it clear? Does it help? Okay, I must give the Chinese a little bit of credit. Must be something they eat in Chinese vegetables. Rõ ràng người ta họ có một cái ưu điểm ở trong trả lời đúng, ăn gì đúng. Okay, what did you have today? Today I think you had Vietnamese food. Phở, no phở today. Okay, does that help? Okay. Any other questions, comments? Very good. And so you have to ask, and when you hear the Dharma, you no longer different from the wise. Là cái gì nghe thì cái gì trình độ không khác gì cái người mà cái người nói pháp. Now we go back to 118 where we're supposed to be. Rồi trở lại cái tâm 118 mà đáng lý mình bắt đầu ở chỗ này. So far so good. 118 Sutra text. With no advisors, unenlightened the Buddha is a living being. At the instant of a single enlightened thought, the living being sees the Buddha. Shan Chi Shi, Wu Ji Fo, Shi Zhong Sheng, Yinian Wu Shi, Zhong Sheng Shi Fo, Chư Thiện Tri Thức, Tâm Chư Ngộ, Phật Tức Chúng Sanh, Nhục Niệm Giác Ngộ, Chúng Sanh Tức Là Phật. He says, unenlightened the Buddha is a living being. That's what happened to the young Buddha before he became a Buddha. Okay? The Buddha is simply a living being when he's still unenlightened. Thì chứng minh quý vị thấy là trong Ngài Thái tử Tất Đạt Đa đó, trước khi Ngài xuất gia đó, Ngài thì chưa giác ngộ, thành Ngài chỉ là một chúng sanh thôi. Sau khi giác ngộ rồi đó, thì một cái tư tưởng đó, mà giác ngộ đó là Ngài trở thành Đức Phật. So the proof is that after Siddhartha left the home life and practiced as a Shramana, he practiced and had this enlightened thought, and that's how he became a Buddha. So anyone can do that. Chứng minh là ai cũng có thể làm được hết. Okay. This is what's so special about Buddhism. Anyone can do it. Cái đặc biệt của Phật giáo mình chỗ đó nó rất là bình đẳng. Ai làm cũng được. Một cái niềm ngộ đó, mình trở thành Phật ngay lập tức. One enlightened thought, you become a Buddha. All right? Happen, can happen to anyone. Bất cứ ai cũng được hết. 120, tâm 120. Therefore, you should know that the 10,000 dharmas exist totally within your own mind. Why don't you, from within your own mind, suddenly see the true suchness of your original nature? Gu chi wan fa jin zai zi xin he bu zong zi xin zhong dun jian zheng ru ben xin. Nên biết vạn pháp đều ở nơi tự tâm. Sao chẳng từ tự tâm mà đốn kiến chân như bản thân. It is so beautiful. And when I hear a lot of people in the United States practice and they have a lot of problems, it's because they don't investigate this sutra properly. Nghe mấy cái người ở xứ Mỹ này mà tu mà có nhiều vấn đề như vậy trình độ cao tu này tại vì không biết cái pháp này. The Chinese have it has it very clear, and sometimes the Americans don't quite get it yet. Người ta có cái pháp rõ ràng, còn người Mỹ vẫn chưa hiểu được rõ ràng cái phần này. He says that you should know that the 10,000 dharma exist totally within your own mind. Cái vạn pháp trong tâm của quý vị. Okay, it's about everything arises from your mind. Mọi cái sự nó khởi lên từ cái tâm của quý vị.
And he says, then if you know that, why don't you, from within your own mind, okay? Thành bởi Ngài nói, nếu mà biết như vậy, nếu mà tin, if you really believe that, nếu mà quý vị thiệt sự tin như vậy đó, thì tại sao không từ cái tự tâm mình, from within your own mind, meaning stop looking outside and get rid of your defilements. Trong cái tự tâm mình có nghĩa là nhắc cái gì thấy là đừng có chạy ra ngoài tìm cái sự giác ngộ. Giác ngộ từ trong tâm quý vị. Enlightenment happens within your own mind. And enlightenment cannot occur if your mind is defiled. Và cái giác ngộ này nó không thể có được nếu như cái tâm quý vị nó còn nhiều cái bất tịnh quá đi. Does it make sense? It's so fundamental. Nó căn bản như vậy đó. We try so hard, and yet we forget the fundamentals of enlightenment. It has to be found within our own mind. Mình cứ tìm cách mà đắc đạo, đắc giác ngộ, mở trí huệ mà cứ không biết là nó bắt đầu từ cái tâm của mình. Oh, it's looking outside. Tomorrow is a great compassion repentance. Can I go do it? Mọi người nói với thầy, ngày mai là có cái đại bi sám, con có thể qua con làm được không? It's year end great compassion repentance. Cái cuối cùng của cuối năm. Therefore, I like to go do it. Mình muốn tới làm. That's looking outside your mind. There's a year-end great compassionary repentance, or beginning of the year great compassionary repentance, or middle of the year great compassionary repentance, or end of September great compassionary repentance. What is the big deal? What is the difference? You're always looking outside. You're always comparing year-end, beginning-end, mid-year, and all things. How stupid can you be? Cứ nói con người xin thầy nói là ngày mai là cái đại bi sám cuối cùng của năm, con muốn đi làm cái đại bi sám. Thế ngoài cái cuối năm của năm hay là đầu năm hay là giữa năm hay là tháng 3 hay là mùa gió thổi hay là mùa tuyết hay là mùa nóng, mùa hè, mùa xuân này nó thế nó nhầm ăn nhậu gì tới cái giác ngộ của quý vị. Dốt vừa vừa chứ. Cứ viện cái cớ này, viện cớ khác này mà chạy ra khỏi. You always come up with excuses to do things instead of awaken to the true suchness within your original nature. Such people are so far away from awakening to the true suchness of your own original nature because you're constantly looking for something else, looking for excuses. Những cái hạng người như vậy đó còn lâu mới thấy được cái chân như của bổn tánh mình, tại sao cứ tìm cái viện cớ khác không. Always it's something else. It's not about you dependent on something else, depending on year end great compassion repentance to become enlightened. Phải lừa vào, lợi dụng vào cái đại bi sám cuối năm để mà đắc giác ngộ. Really? If you have that kind of mindset, so does it mean that beginning of the year great compassion repentance is no point in doing great compassion repentance at the beginning of the year? Như cái tâm như vậy thì đầu năm mình khỏi làm đại bi sám hả? Tại mình đợi cuối năm mình giác ngộ luôn. Might as well wait until the year end to do it, right? So that you become enlightened. Yes, ma'am. You only have 2 weeks left, so you don't have much time. You may have a good excuse. This woman here only has 2 weeks left. Cái người nào còn được sống được 2 tuần nữa thôi. Yes. Giống như đạo Công giáo, người ta nói trong một năm ít nhất là sinh tội cũng được một lần, thầy. Một năm mà sinh tội một lần cũng được. Giống như đại bi sám hiện năm có một lần cũng đỡ hơn là không có lần nào. Sám hối. She said, according to the Catholics, you only need to repent once a year. That's enough. And therefore, maybe
For us Buddhists, once a year is much better than zero times a year. No, she's not joking. Catholics don't repent once a year. Catholics, someone corrected her. Someone said Catholics must repent all the time, every day, every week. Yes? Every time you sin, you have to go to confession. Every time you sin, you have to go to confession. Yes, and clean your soul. Cô này chế dữ, không phải công giáo cũng phải Phật tử luôn nữa. She's not even Catholic, she's not even Buddhist. And after she makes up all these Catholic and Buddhist rules. Rõ ràng người này không biết gì Phật giáo, không biết gì tôn giáo hết, không biết gì công giáo hết. Chế chuyện đó mà nói. Người ta nói là mỗi lần mình làm tội đó là phải đi sám hối ngay lập tức. Okay? Shame on you. You should go to confession now. Nên đi sám hối đi em. Okay. Any other questions or comments? Okay. Why can't you suddenly see the true suchness of your original nature? And hỏi ngài lúc tôi hỏi tại sao cái gì cũng thấy. You can see it. Anyone can see it. Ai làm cũng được. All right. The point here is that it is possible. Why aren't you trying? Cái câu hỏi này, and it's not that anyone is that easy. Không, cái này không có nghĩa nó dễ như vậy. He's only saying it is possible. There's a way to do it. Đừng hiểu lầm cái này nó dễ vậy sao? It's not like you people don't eat pho at all. You say, oh, I can do it too. I don't need to eat pho. No, you must eat pho first. Not funny, huh? Mấy cái gì mà không phải người Việt Nam á, trước phải làm người Việt Nam mà xong mới có thể là mà thấy được cái chân tánh của mình. Người không phải người Việt Nam khó mà thấy lắm. Phải người ta hiền đi. Okay. Is it clear? He says, it's possible. What's revolutionary is that here's a patriarch that says, it is possible. Why is that? You're ignoring that possibility. You are rejecting that possibility. Cái ngài Huệ Năng nói phần này rất quan trọng. Ngài nói là quý vị có thể thấy được cái chân như của mình. Okay. Mà tại sao không chịu thấy? Quý vị không chịu thấy là tại quý vị bác bỏ là mình làm không được. You are rejecting your own self. You say, I cannot do that. Only Huệ Năng can do it. Only Master Yu Hua disciples, true disciples can do that. Not me. You're not a true disciple. Quý vị cứ tự nói là những học trò mà chân tu của thầy ngài Tuyên Hóa với ngài Vĩnh Hóa mới thấy được, còn tôi đâu phải là chân tu. Đâu có. Ai làm được nữa? Anyone can do it. It's fascinating. And that's why it baffles me that some people I heard, they're enlightened and that have problems. How can you have problems? How is it possible? And you cannot see your own original nature. Thì nghe những cái người mà đệ tử ngài Tuyên Hóa bị giác ngộ mà có vấn đề thì cười, ủa tại sao mà nó không được học cái pháp này? It's right here. See it. See your own original nature. Yes, ma'am. So what do we do to get it? What do we need to do to get it? It's possible. You have to be taught how to do it. What do you want? What does it take to be taught? You mean? You have to speak English clearly. I will not. I cannot do things. What do you want so that I can learn how to do it?
What does it take, you mean? What do I want? You know what I want. I want a red car. I want this. I want that. Yes. They all are asleep. The handheld microphone people. Really? Your job is to pass a microphone. You sit there and you pass out or what? Awaken to your job. Yes. I have my. What is that? A credit card. Credit card. Pardon? We only take American Express. Oh, sorry. I don't have that one. See, I knew you wouldn't have American Express. Preferably, the what is that? The Chase has whatever that have that the diamond card or something like that. I heard something. Huh? Jim, what's that card again that they? Black card, something like that. Only take that card because it's unlimited, right? There's no limit. Like you can write in $100,000. They don't even question you. Okay, that's possible. The point here is that. It is possible for us to see our original nature. Cái pháp này thì ngài lục tổ dạy mình có thể thấy được cái chân tánh của mình. Okay. He asked casually, "Why don't you see within your own mind?" He says, "Look into your own mind." Ngài nói là quý vị phải nhìn cái tâm của mình. Okay. And it's possible for you to look and see your original nature. Quý vị nhìn cái tâm mình có thể thấy được cái chân như bổn tánh của mình. Meaning what? Number one, I emphasize again, it is possible. It's possible for any of us to do that. It's not exclusive to only to the Vietnamese. It's not true. Đừng có nghĩ với người Việt Nam mới có thể ấy được. Okay? It's not true. Okay? And anyone can do it. And of course, okay? There is the reason you're not doing it is number one, you don't know, you don't believe it's possible. Thành cái vấn đề là quý vị nghĩ là mình không thể làm được, đúng không? Cô này sao có dám nghĩ trời tôi sao nhìn sao mà thầy đang ngồi? Còn Ngân nói trời ơi tôi có bây giờ tôi thiền ngồi không nổi sao mà giác ngồi? Cái giác đố ngồi nó không cần ngồi thiền luôn nè. These sisters here, they said, we don't even meditate. How is it possible for us to see our own nature? Hai chị em nói với nhau, nói trời, tôi là người thiệt sự là bicycle co. We really, truly, we are true bicycle people. Làm sao mà thấy được? Chính vì cái tư tưởng như vậy đã không thấy được. It's that very thought right there, we are bicycle people. We're not worthy to see it. That thought right there is stopping them. Cái tư tưởng đó, nó nói mình là người phàm phu, người không tu hành sao thế được. Even Huệ Năng, remember nhớ ông Huệ Năng đó, trước đâu có tu đâu. Mà nghe một cái này. Thế sao? See, Huệ Năng, he never meditated. He never stepped foot in a temple. Never heard a sutra before. And he got it, just like that. Huệ Năng is illiterate. Ngay Huệ Năng là đọc chữ không được luôn nữa. He cannot get lower than Huệ Năng. He's poor. He has no father. He has no education. Huệ Năng này, không có cha này. Không có học thức này. Nghèo mạt xác này. And yet, any of you is better than Huệ Năng. Come on, let's face it. Bất cứ người nào trong ngày hôm nay, including A Lũng, is better than Huệ Năng. Let's face it. Bất cứ ai ngày hôm nay có mặt ở đây đều là có điều kiện hơn là Huệ Năng.
including the non the pretending the Catholic person đó bác, ngay cái người mà giả đò làm thiền chú giáo vậy đó, công chú giáo vậy dưới đó cũng là cũng có điều kiện hơn Huệ Năng nữa. True or not? It's true. He says, if I could do it, why can't you do it? Listen, look. Rõ ràng Ngài nói vậy, tôi làm được, tại sao quý vị làm được? Okay? And that's why he says, I need to show you, I will show you. You need to understand it's possible and someone can teach you how to do it. Okay? Thành ra nói có thể làm được và có người có thể dạy cái việc cách làm đó. So what happened? He met with the fifth patriarch who explained to him the Dharma to him, okay? And in the process, he's able to see his true suchness in his own mind. And khi sau này mới gặp Ngài Ngũ Tổ, Hoàng Nhẫn mới nói pháp cho nghe, giảng dạy cho nghe, thì mới thấy được cái ông Huệ Năng thấy được cái chân như bổn tánh của mình. You have to be taught, phải được dạy. All right. Questions or comments? Ai kinh thương thắc mắc gì không? Mình thua Ngài Huệ Năng cái. He says we are not as good in Huệ Năng in one way. Yes, sir. Thầy, tại trước khi Ngài Huệ Năng ra đời, có người quyền ký là Bồ Tát quá thân. Mình đâu phải, mình đâu có ai nói mình được như vậy đâu. He said Huệ Năng, someone claimed Huệ Năng was a Bodhisattva, transformation Bodhisattva. So we not like that. Then you don't deserve certain enlightenment. Cái người đó không đáng. It's okay. Mấy người nói là tôi không xứng đáng. But in other words, he says, I'm not worthy to attain certain enlightenment. I agree. Cái hàng người nó nói là tôi, cái người ta là hoặc Bồ Tát hóa thân, còn tôi đã phải Bồ Tát hóa thân thôi, thì tôi cũng xứng đáng rồi, gọi là được đố ngộ. Thế nó đồng ý, không xứng đáng. It's okay. Be bicycle. Cứ làm Basiloco đi. Cũng giống như thầy nói đó, tổ Lâm Tế cũng nói giống như thầy đó. Tại mấy ông tin chưa có tới, mấy ông tin là nó trước mắt mấy ông, nó ngày đêm không có mất một miếng nào hết, mấy ông tin không tới không chịu làm. Thì người ta mấy vị tăng hỏi tổ chứ nó ở đâu, thì tổ mới gọi, mà tổ nói là ở mắt nó làm cho mấy ông thấy, lỗ tai làm mấy ông nghe, cái chân làm mấy ông đi. Trước mắt đó, thì cái thiền thất này, mặc dù con không có nhập định được, mà khi con ngồi kiết già, mình đang nhắm mắt, mình mở ra, thì thấy cái bàn trước mặt mình đó. Nó làm cho mình thấy cái bàn đó, mà mình không biết nó ở đâu, nhưng mà mình mở ra thấy liền, nhắm ra cũng thấy. Ở ngoài đường xe chạy bóp kèn cho mình nghe, nó rõ ràng nó kế bên mình đó, nó đâu có nói nó là ta, là người đó, tham mà sân. Nó kế bên mình đó, mình tin chưa tới thôi. Nói nó bốn câu, nói nhiều dữ, nó hoài vẫn nhớ được cái chuyện đó thôi nữa. He says, because you don't have enough faith. It's true. Nó y chóc. Thiền thất nó vô được có 10 phút. I can count his meditation time during a chan chi here. He goes to Vietnam for like 5 weeks. Has been to the chan chi here less than 5 minutes. And then he says, it's because I'm not a transformation bodhisattva, therefore I cannot do your certain enlightenment teaching. Cái người này là đi Việt Nam là 5-6 tuần chơi múc chỉ luôn. Xong cái thiền thất vào đây cùng nó 5 phút được thôi. Okay. Sau nó là con phải hóa thân Bồ Tát, thành con cái nào tu cái tháp pháp đố ngộ được. Yeah, you decide yourself that you not qualify, you cannot do the chan chi. Quý vị không nói, cứ nói mình không đủ sức mà làm. You made up your mind yourself. You stop yourself. Tự hạn chế mình lại. All right. Any other questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì nữa không? He's right.
lack of faith, chưa đủ lòng tin. Alright. 122, Sutra text. The Bodhisattva Shila Sutra says, our fundamental self nature is clear and pure. If we recognize our own mind and see the nature, we should all accomplish the Buddha way. The Vimalakirti Nidesha Sutra says, just then suddenly regain your original mind. 菩萨戒净云：我本源自性净净，若是自性见性，皆成佛道。净明净云：即使豁然还得本心。 Kinh Bồ Tát giới nói rằng bốn nguyện tự tánh bốn thanh tịnh, nếu biết từ tâm kiến tánh, giai thành Phật đạo. Kinh Duy Ma Cật nói, tức thời thoát nhiên, hoàn đắc bổn tâm. The Bodhisattva Shila Sutra says, our fundamental nature is clear and pure. You recognize our own mind and see the nature, we all shall accomplish the Buddha way. That is, if you recognize that you're inherent, the one Buddha mind, the one Buddha mind you already have, that is, and see your nature, then you certify the Buddhahood. Cái này cái muốn thành Phật nó dễ như vậy, cái vị chỉ nhìn thấy được cái tự tánh của mình, cái Phật tánh của mình thôi là thành Phật ngay lập tức. Và kinh Duy Ma Cật nói rằng lúc đó đó mình sẽ đắc lại được cái bổn tâm của mình. And then he also says, the Vimalakirti Nidesa Sutra says, at that point, when you recognize your own mind, see the nature, you certainly regain your original mind. Okay. Hoàn tử, the Chinese says hoàn tử, and they translate it that as to regain. Chỉ tàu đó, kinh tàu, ngài lục độ ngài nói là hoàn đắc. What does hoàn tử mean to the Chinese? In Chinese, hoàn đắc nghĩa là sao? Nhưng tàu hoàn tử là sao? Let me give you a text again. Hoàn tử bình xin, right here. Hoàn tử bình xin là sao? Hoàn đắc bận tâm nghĩa là sao? Okay. Return. Okay. And regain. Okay. So it says that you can again. Huan here is again. Huan has the concept of you go back to the status before. Okay. Cái chữ hoàng đắc này, hoàng có nghĩa là cái vị lại cái trạng giới bữa trước, lúc trước, meaning your original state you used to have it, có nghĩa vì đã thường có, đã từng có rồi. And tở is to attain here, to realize, it's not to gain at all. So to regain is not a very accurate translation, unfortunately, but it conveys a message. It should be the tở here is actually to actualize, to attain, to realize. It's not to gain at all, because you have it already. What's the point in gaining? You have it. How can it be a gain? Your original mind is yours already. It's nothing to gain. Okay. But to realize, to actualize, to materialize, not gain. Okay? Tanna, agree, disagree? Yeah, the Huan is returned to what you originally have. Okay? So it's a gain. To return to it.
Right. 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 But the regain is not very accurate, unfortunately. Agree? So you should be to certainly to realize again your original mind. So suddenly regain Brady and Jim and Mary Jo is not very accurate. It should be like to re-establish, to reaffirm, to reactivate, to re-something, okay? Your original mind. It's not a gain at all because we have it. So the gain is no gain concept. Okay? To realize again. But it's just too hard to translate this into English. That's why I left it like this. But yes, it's worth elaborating a little bit. The English version is not as accurate as it could be improved. I don't know how my English is not flowery enough to capture this concept. Okay. Thầy đang bàn về tiếng Anh thì cái tiếng Anh thầy không có nhuyễn thành những cái người Mỹ thành không biết dịch một cách mà chính xác hơn. Thì cái chữ này không phải là đắc. Cái đắc này thiệt sự không phải là được. Người Mỹ thì là chữ đường. Thực ra cái đắc này có nghĩa là mình đã hoàn tất lại, mình đạt lại chứ không phải là đắc. Accomplish, realize, it's not regain. So far so good. Okay, it's lost. Unfortunately, a translation lost. I don't know what is in Korean. You have the tờ too in Korean. You have the word the Chinese character tờ. Theo synonym. Do you have that? The tờ here. Like you gain, you attain. It's not gain. It's not meant to it's not meant to be gain. Not a gain. It's not a gain. You never lost it. Yeah. It's still there. It's re-aware. Yeah, re-establish. Reawaken, realize your original mind, reactivate your original mind, not regain. Okay, thành cái tiếng Anh hơi dở, dịch hơi dở thì không chính xác, khổ như vậy đó. Yeah. It shows it's very difficult to do translation, and it shows unfortunately you non-Chinese speaking could be misled. We'll miss the important concept here that is so critical in cultivation. You don't gain anything. You only reactivate, reestablish, realize. Okay? You don't gain anything. This is such critical concept in Mahayana. You don't gain anything whatsoever. Cái tụi tiếng Anh nó dở lắm, quý vị biết không? Quý vị mình là may mắn lắm mà tiếng mình cần dùng tiếng Anh mà hiểu được cái pháp mà tiếng Anh nó dịch là mình lấy là được, mình lấy là được. Thầy nói mình đâu có mất mà lấy. You never lost it. You always have it. You only reactivate it, reestablish it, okay? Reconnect with it. It's a re there, and but it's not to regain. And this is such a critical concept in Mahayana, I repeat, that these people, if you translate like this, you're in trouble. You don't understand. I mean, dịch cái tiếng Anh nó trật, cái này phiền lắm. Mà tại vì cái này là quý vị, cái cô mà, cái cô công chú giáo đó, thiên chú giáo đó, cũng có rồi nữa, không phải mất đâu. Không cần đắc được cái gì hết á, không có gì mà đắc hết á. Có sẵn rồi, mình chỉ dùng nó lại thôi. Những cái người mà không tin nó nữa đó cũng có sẵn rồi, mà nó tin nó cần bấm cái nút là nó xong, nó dễ sợ như vậy. This is how wonderful it is.
Even the non-believers, they have it too. And all it takes for them is to reactivate it. That's all it takes. And this concept is so critical in Buddhism. And this is a weakness I see in the DRBA translation in general. There's a gain concept here. The concept of attaining something is nothing to gain at all. Đây là một cái sơ khuyết rất là lớn lao về cái bản dịch tiếng Anh của người bên cái nhóm bên kia. Nó thấy cái chữ đạt, nó gọi là cái được, làm được cái lợi. Không có cái lợi gì hết, mình có sẵn rồi. You have it already. It's nothing to gain. Cô có sẵn cái Phật tánh rồi, có sẵn cái chân như rồi, cái gì đâu mà lấy thêm nữa. You don't need two, you only need one. Một cái là đủ rồi. Is that clear? This distinction is very, very important. It shows the true understanding of the person, of the translator or the Dharma speaker. Cái này nó quan trọng cái điểm, mặc dù nó nhỏ nhưng nó quan trọng, chứ nó xác nhận là cái trình độ hiểu biết của cái người mà dịch, cái người mà nói pháp cho quý vị nghe. It's certified. What can I do? My master certified. Ngài tiếng Hoa ngài chứng minh. Whose idol? Oh, Sharna's idol in Berkeley certified it. He's a number one certifier. My competitor, you said. They have a certifying committee that certifies all of this. And to me, this is a flagrant oversight. It's nothing to gain. It's fundamental in Mahayana. It's no gain whatsoever. Cái đại thừa mình không có cái chuyện lợi. See, people come to me and say, Master, if I shave my head, can you guarantee me that I be enlightened? Có người cứ nói này. Funny, isn't it? I felt like laughing too. Có người nói này, thầy á, con mà cạo cái đầu thầy cam đoan với con đắc giác ngộ là không? Because you guarantee to me, I will shave my head instantaneously. I will abandon my mother. I will abandon my son. Mà thầy mà hứa con như vậy, con sẵn sàng bỏ con này, bỏ vợ này. I abandon everything you guarantee me. Thầy mà cam đoan như vậy, con bỏ hết tất cả, con theo thầy. This person is seeing, this enlightenment is such a great gain that it's worth abandoning your own wife, your own father, your own car, your own house. Cái người thấy cái giác ngộ nó lợi quá, thành nó sẵn sàng bỏ hết tất cả, bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ xiềng hết. So what's the answer? If you think like that, you can't get it. Trả lời sao? Khi mà nghĩ mà đòi bỏ hết như vậy là đừng hòng em ơi. Tham, too greedy. Okay? Or some Brahmin speakers, you know, if you give me your house, if you give me your car, if you give me your bank account, okay, I will guarantee you become an arhat. Really? Hoặc có người nói này, ông sư, ông nói, ông thầy, ông nói là con cúng cho thầy cái nhà con đi, cúng thằng con luôn nữa, thí thằng con luôn đi. Okay? See, I said, I'm Vietnamese, why don't you abandon, you know, sacrifice your own son, you know, give me a knife and Thì mình trở thành A-la-hán được. And you think, oh, I can get my wife pregnant again. What a small price to pay. Con rẻ quá, mình đẻ một đứa khác hay gì đâu. These people, and they say,
Can you imagine how cheap it is to get a become an arhat? All I have to do is sacrifice my own son. The Mayan used to do that. And you guys believe all those things. And cái vì tin mấy cái chuyện này, huh? Oh well. Regain your original mind. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Yes, Master. Just a question about regaining. Does that mean that originally you were in the position of the Buddha and then you lost that position? But if so, I thought once in the Buddha position, you can't be lost. If you're a Buddha, how can you lose it? So you just answer yourself. I don't understand the question. But then I'm not sure the meaning of returning again, or because it seems that you have been there before, if you're again returning to it. How are you going to answer this? Trả lời những câu mà ngẹn, nó ngẹn ngào luôn. Nói nghe mà hỏi mà nghẹn ngào, trả lời không được luôn. I'm just choked up here. I couldn't possibly answer this kind of question. Lưu Trinh, sao mà xua nè? Sao mà chế xua nè? Mày có cái cô nhập thân rồi, cô giảng nghĩa giùm đi. Someone help me out. You Buddha, and you lost it, and now you want to become a Buddha again? What? This is even worse than saying, Master, you guarantee me that I become enlightened and then I kill my son. Yes. I was thinking that sentence, that phrase, suddenly, you know, reactualizing your original mind really means that you come to a realization of your Buddha nature. You come into what? You suddenly realize your Buddha nature. Not that real. You're... Yeah, you suddenly see your Buddha, your nature. Yes. It's called seeing your nature. It's not realizing your nature, it's seeing your nature. It's a very important concept, seeing your nature. Not realizing your Buddha nature, meaning that you have it and you're able to see it. And behind that pillow, behind that fog, is that Buddha nature. He said, that's the Buddha nature right there that I couldn't see before, but not realizing. We have a fog over us, and it requires the fog to be lifted in order for us to see that. Are there times when we get a glimpse through the fog of that? Yes. How he answers the question, from what he hears, he says, I'm a Buddha, and I got confused. I lost it now. I'm become a Buddha again. Con người hỏi thầy câu hỏi là lúc trước là con thành Phật, bây giờ con mất rồi, bây giờ con bị mê muội, bây giờ con phải cần trở thành Phật lại hả? Anyone? This question before. You heard this question before? Yeah. You Caucasian heard this question before? We Asian never heard this question before. I've heard it asked before. You heard this asked before? From where? A long time ago. Tibetans? Just a long time ago, different teacher, but the response I heard was that... Korean teacher? Tibetan teacher? Which teacher? From India. Huh? From India. Indian teacher? Yeah, and the response... Guru? Yogi? Or... It was a Tia guru, but
the response I heard was that you're in a burning house, and your interest is to get out of the burning house. That's the way it was worded. I mean, this kind of question prevents you from cultivating and making progress. Hmm. It's along as a dry direction. Yeah. Why do you hear you used to be a Buddha? Where did you hear anywhere it says you used to be a Buddha? Please someone tell me. I tìm cái chỗ nào mà nói quý vị trước là Phật. Someone tell me, please. You. Teho Sunim, which sutra says you used to be a Buddha? Ni chưa nghe chỗ nào, kinh nào mà nói là trước mình là Phật rồi không? Có chỗ nào, cái kinh nào nói? Any sutra? Anyone, please. Please point out to me, when you quote something, please quote me a sutra or something that says, from a Tripitaka, it says, I used to be a Buddha. Nói như vậy phải có cái bằng cớ đàng hoàng. Nói mà tôi trước là Phật rồi thì thầy cho thầy quay kinh nào nói cái vị đã trước là Phật rồi. Tam tạng chỗ nào nói trước vị là Phật. Anywhere. Dẫu mới dẫu. Ngã lì dẫu nè. Mê dẫu. Tôi biết đây. That's what I just said. It's nowhere in the sutra it says, I used to be a Buddha, you used to be a Buddha. Heck no. Where did you make it up from? Where did you pick it up from, sir? Yeah, I was just trying to understand the meaning of or the nature of the returning, the returning notion. I didn't hear it from anywhere. That I just. You didn't hear it anywhere. But what is anywhere? Is there anywhere it says you used to be a Buddha? You added something about Buddha. You only talk about returning, regain at the worst, regain. What does it say that you used to be a Buddha? Yeah, I haven't heard that. It said that. You made it up, in other words. Yes. How stupid that is. When you talk Dharma, it has to be based on sutras, based on facts. Do not make up things with your thinking. Pháp á, phải có căn cứ mà nói, không phải muốn hứng là hiểu là nói tầm bậy tầm bạ được. Cái pháp là có kinh, có sách nói chuyện đàng hoàng. Đừng có nói chuyện là như vậy tôi trước là Phật. Có chỗ nào có sách nào nói Phật. Everything has a base, be based on the sutras, based on the Buddhist teaching. You cannot make up things. All it says is re-establish your Buddha nature. That never says that you used to be a Buddha. How can you make up things like that? It's deviant thinking. It's sacrilegious. Đâu có ai nói cái vị trước là Phật đâu. Chỉ nói là cái vị chỉ hoàng đắc cái bẩn tâm, cái bổn tâm của mình thôi. Mà tại sao cái chỗ nào từ chỗ đó mà nhảy ra nói là tôi trước là Phật? Nói như vậy là chết đó. Nói như vậy là quá tà đấy, quá dốt đấy. Có ai nói đâu? Sách đâu nói? Cho nào? So, now the sisters have a good time. Hai cái bà chị em này theo khoái chí. The Lao Yi question. Hả? Nói gì? What did she say? Mô Phật và thầy. Đức Phật đó, thầy thành Phật xong rồi đó, Đức Phật đi, Đức Phật nói là chúng sanh tất cả ai nào cũng sẽ thành Phật. Thầy tiếng này có nghe chứ không có nói là mình là Phật, không có, Bồ Tát cũng chưa có nên làm sao mà có tới Phật. Biết nó nghĩ sao mà nó hay dữ mình chịu luôn á.
Okay. All that the sutras and Buddhist teachings is about where you are right now. Never said anything about where you were. Never said that you were used to be a Buddha. Cái Phật Pháp mình không ai dạy cái vị rằng lúc trước cái vị là Phật hết. Never ever. It's ever explained to you that you used to be a Buddha, that Lulu used to be a male Buddha. Oh my God. And now look at her. Never. All the Buddhist teaching is about is that you could have the wisdom of a Buddha. Okay? You, original mind, is that of a Buddha. Whatever happened in the past brought you to this point and makes you confused and unhappy and suffering, there's a way to get out of it. Okay? And there's a way, and it's called sudden teaching that enables you to end all the suffering instantaneously. That's all it says. Never says that Brady used to be a Buddha. Trước giờ Phật Pháp mình chỉ dạy là cái vị cái đau khổ cái vị nó có thể ngừng ngay lập tức. Tại vì khi vị nhìn thấy cái Phật tánh cái vị nó ngừng ngay lập tức. Được giác ngộ ngay lập tức, thành Phật ngay lập tức. Không bao giờ nói cái vị trước là Phật hết. Nguyên miên sẽ ngồi nó chế ra, mình chịu luôn. All right. Any other questions? Hay thắc mắc gì khác không? Let's see if you know it. 1:24. Is it time up yet? No? Still have another hour? Okay. Sutra text. With no advisors, when I was with the High Master Run, I was enlightened as soon as I heard his words and suddenly saw the true substance of my own original nature. Shan chi shi wo yu ren he shang chu yi wen yin xia bian wu tuân chiên chân rũ bẩn sinh. Chư thiền trí thức, ta ở nơi hòa thượng Hoàng Nhẫn vừa nghe một câu liền ngộ, đốn kiến chân như bổn tính. He says, I'm the proof. Ngài nói là tôi là cái bằng chứng này. It happened to me. Đã từng xảy ra cho tôi rồi. When I was with Great Master Run, Hùng Rận, lúc mà tôi ở với ngài Ngũ Tổ, okay, and he was teaching me, ngài đang dạy tôi, okay. You see the fifth patriarch had a lot of disciples. Ngài Ngũ Tổ đó có nhiều đệ tử. So he had like his disciples numbers in 1,000+. Okay, maybe 3,000 even. Hồi đó Ngài Ngũ Tổ có hình như là 3,000 người đệ tử. And none of them were enlightened. Không có đứa nào nó giác ngộ hết đó. Every day they ate, they drank, and they cultivated, but no one saw the nature. Học trò đó, mấy ngàn đứa đó, nó mỗi ngày nó ăn, nó uống, rồi nó đi, nó làm đụng. Mà không đứa nào thấy được cái chân như bổn tánh hết. No one. No one saw it. And then he says, but when he explained the Dharma to me, the khi mà Ngài Hoàng Nhẫn đó, Ngài giảng, nó pháp cho ta nghe đó, tao đốn ngộ, lập tức eyes suddenly enlightened, okay, and saw the true substance of my own nature. It happened to me. That's why I'm telling you. It's possible if it happened to me, it could also happen to you. Thầy Ngài nói dẫn chứng lúc trước á, ta là một cái người không có biết gì tu hành, không biết gì Phật Pháp. He only knew
he only worked, never meditated, didn't know how, anything about meditation. Hồi trước ngày Huệ Năng đâu có thiền đâu, đâu có tu đâu, đọc kinh thôi. Cannot even know sutras, không biết kinh pháp gì hết. Okay. But upon hearing Master Hùng Rần's teaching, thì ngay ngày Hoàng nhận giảng cái kinh Kim Cang đó, when he explained the Vasa Sutra to me, I suddenly awakened to my own nature, my original mind. Thì bỗng nhiên tôi nghe cái kinh đó mà tôi bỗng nhiên đốn ngộ, thấy được cái chân như bổn tính của mình. It happened to me as proof. Tôi là bằng chứng. It's such a powerful statement. Cái này là một cái dữ kiện cực kỳ là quan trọng, trọng đại. It's a proof. It could happen to a low life, to a bicycle person like him. Một cái trình độ, một cái người bicycle cô như ngài Huệ Năng hồi đó mà cũng có thể làm được. Is it clear? It's the proof. He is the proof that is possible. Ngài là cái bằng chứng. And going to 126, tới cái tâm 126, sutra text. That is why I am spreading this method of teaching which leads students of the way to become enlightened suddenly to Bodhi as each contemplates his own mind and sees his own original nature. Shu yi jiang zi jiao fa liu xing ling xue dao zhe dun wu pu ti ming zi guan xin ge zi guan xin zi jian ben xing. Bởi vậy, nay đem giáo pháp này lưu hành, khiến cho người học đạo đốn ngộ Bồ đề, mỗi người tự quán nơi tâm, tự kiến bản tánh. He says, it was a gift to me from the great master, the fifth patriarch. Ngài Huệ Năng, ngài nói, ngài Ngũ Tổ đó ban cái phước như ta, ban cái pháp cho ta. He gave me a gift of Dharma, ban cái pháp này cho mình. That's why now, because it worked for him, that's why now I'm spreading his method of teaching. Bởi vậy tôi mới chia sẻ cái pháp này cho mọi người. Okay. And the basis of that is never mind about you or Buddha or not. It's irrelevant you're Buddha or not. Thành ra trong cái pháp này, cứ trước cái vị có Phật hay là Bồ Tát này, nó không quan trọng. It doesn't matter. You're Buddha, you're Bodhisattva, it's irrelevant. Đối trước cái vị Phật hay là Bồ Tát này, it's irrelevant. You still have to contemplate your own mind and see your original nature. Whether you're confused, quý vị có thể là mê muội. Whether you can bicycle person, quý vị có thể là bicycle cổ. Or you used to be a Buddha, hoặc cái vị trước làm Phật. Or you used to be a Bodhisattva, trước cái vị trước làm Bồ Tát. It doesn't matter. You all have to look at your own mind and see your own original nature. Tất cả mọi người, Phật, Bồ Tát, người phàm phu, đều phải nhìn cái tâm mình để mà thấy cái bổn tánh. That's all it's about. Even Buddhas, who used to be a living being, need to see, look his own mind and look and see his own nature. Thì ngay cái Phật á, mà lúc mà chưa thành Phật làm một chúng sanh thôi, phải nhìn vào cái tâm mình để mà trở thành Phật. Same with everyone. Buddha will have to do it. Bodhisattva has to do it. So do all of us. You all have to do it. Ai phải làm như vậy hết. Một cách thôi. One way. Okay? Only one way. No one can guarantee you. Không ai có cam đoan cái vị được đâu. Questions?
So he's teaching it. He says, I'm the proof. I'm dumb. I was dumb. I was a low life. And yet, I could do it. So could you. Nói trước tôi là cái người hạ cấp bần côn ông mà cũng làm được, huống gì quý vị. You all of us, all of you are much better off than Huy Nhẫn. Much better off. Tất cả quý vị là điều kiện, có điều kiện hơn Huy Năng nhiều. 128. Sutra text. If you are unable to enlighten yourself, now we're talking, right? If you say, if you're unable, you must seek out a great knowing advisor, one who understands the Dharma of the most supreme vehicle, and who will direct and instruct you the proper road. Road, chữ sư chân lu, nếu chẳng tự ngộ phải tìm bậc đại thiện tri thức rõ pháp tối thượng thừa chỉ thẳng con đường chánh giác. He's not beating around the bush. This Huy Nhẫn character here, he put so much pressure on all of you, all of us. Cái ngài Huy Nhẫn này không nó quanh nó co, ngài nó thẳng như cái rụt ngựa vậy đó. He says, how come you are not enlightened yet? He says, the prior section says, it happened to me. Why can't it happen to you? Cái kinh nó hay dễ sợ luôn. Nó nói là tôi, cái người trình độ thấp như tôi, cái người bần cùng như tôi đó, hạ cấp như tôi đó, mà đã được rồi, mà tại sao quý vị không được? Mà nếu như quý vị không được á, thì làm gì bây giờ? And if a low life like me can do it, and yet you cannot, okay? Never mind about me. This is what you ought to be doing. This is what it takes. What is the best way to see your original nature? Đây là cách mà tốt nhất, mà lẹ nhất mà quý vị có thấy được cái tự tâm của mình, bổn tâm của mình. Cách nào? Là tìm cầu một cái đại thiện tri thức. Seek out a great, good, knowing advisor. Tìm cầu một cái vị đại thiện tri thức. Okay? Who understands what is this, why is he called the great, good, knowing advisor? Tại sao gọi là đại thiện tri thức? He understands the Dharma of the most supreme vehicle. Hiểu cái pháp của đại thượng thừa, tối thượng thừa. What is the supreme vehicle? Là cái pháp của Phật, Phật đạo, Phật thừa. This is the Buddha vehicle. He understands the Buddha great vehicle, cái pháp để thành Phật. How to become a Buddha? Cái pháp của nhà Phật. Okay? And he will direct and instruct you the proper road, và sẽ dẫn đường cho quý vị, okay, để mà tới đó. Chữ sư chân lu. This is a Chinese person who tells you what needs to happen. Đây cái người Tàu ta nói. This is why you need to go back to the Chinese characters and pay attention. Người Tàu dạy, trở về chân Tàu, quan sát cho kỹ. He says, chữ sư chân lu. Directly. Show you. The proper path. Chỉ thẳng cho quý vị cái chánh đạo. So that's the alternative. If you hear the Dharma and you don't suddenly awaken to this, can you? This is someone used to tell me, offered to give me a black card and a white card and a yellow card and a green card and all those things.
You don't have to. You all you have to do is find a great guru advisor. A great guru advisor is always prepared to directly show you, instruct you the proper path. Nên cái vị thấy hồi nãy là nói chuyện hối lộ, cái vị hối lộ hoặc là đòi cam 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 đoan. Before we talk about, you know, bribery or guarantee, in some cases guarantee, okay, or abandoning, or sacrificing your own son, hoặc là, yeah, it's about you, boy. Come, come here. Thí thằng con mình, hoặc là cầu được cái được bao cảm bao gì đó cam đoan bảo đảm chỉ cái là trực thì chánh đạo directly instruct you, directly show you the proper path, chỉ thẳng đường thôi. That's what a great good no advisor does. Mà cái vị đại thiện thì thích phải làm cái chuyện đó. Questions. What? You still want a guarantee? Vẫn đòi cam đoan hả? I would take your card if it helps, you know. Quý vị mỗi giờ muốn cúng dường thì thầy sẵn sàng nhận nếu mà nghĩ tin nó giúp được. What does it say you have to pay? What does it say you have to give any offering whatsoever? Ai nói cái việc cúng dường, ai nói cái gì vậy không? It's free. Miễn phí. Questions or comments? Kiến thắc mắc gì không? The key here is to find a great, good, knowing advisor. Đại thiện tri thức. Like fifth patriarch, như Ngài Ngũ Tổ. Yes? Ngài Ngũ Tổ là đại thiện tri thức. Nói cách khác. See, he's praising his own teacher. He says, my teacher, great master Hùng Rần, the fifth patriarch, is a great, good, known advisor. Ngài nói là Ngũ Tổ là bậc đại thiện tri thức tại vì Ngài chỉ thẳng cái đường cho ta. Yes, ma'am. What is the difference between a good knowing advisor and a great good knowing advisor? What's the difference between a good knowing advisor and great good knowing advisor? Sự khác biệt giữa một cái thiền trí thức với bậc đại thiền trí thức ở chỗ nào? Yes, sir. Can lead you to enlightenment, I guess enlightenment through gradual enlightenment, I believe, and the great good knowing advisor can teach you sudden enlightenment. It's not incorrect. It's pretty close. Nói là cái vị thiền trí thức chỉ cái vị con đường bên cái đường giác ngộ hoặc là đường tìm ngộ đi nữa, đường giác ngộ. Cái đại thiền trí thức là cho cái vị thấy được cái đốn ngộ. Actually, good no advisors can also show you certain enlightenment as well. Người thiệt ra is not restricted to only gradual. It's also a good no advisor is a person who knows the path to enlightenment. At least in China back then. It's not the case anymore, unfortunately. Cái đời xưa đó, cái đời bên Tàu đó, okay? You don't call yourself a good no advisor unless you've been enlightened. Đời xưa đó, thần tin đó, bên Tàu đó, I wasn't in China, unfortunately. So please, Chinese people, correct me if you feel that I overstep my boundary. I eat pho.
So what do I know about China tradition? Thầy phải xin đính chính lại, thầy là người Việt Nam ăn phở chứ không phải là ăn gì đó, ăn gì đó, ăn Peking duck. Thành ra mình phải nói là nếu có nói trật ăn sữa giùm tôi. But back then in China they have a very very rich tradition of good no advisors network. Từ xưa đó, bên Tàu đó, cái thời mà in a Tang dynasty, cái thời đời thời Đường đó, quý vị biết cái thời Đường, vua đời thời Đường đó, thì có hệ thống gọi là thiền trí thức, là toàn mấy ông thầy toàn là đắc đạo hết. They all enlightened. That's why they call good no advisor. And that's why the Chinese have this tradition of going and seek instruction from good no advisors, because when they hear of these people who are enlightened, who understand the way, accomplish the way, they will go long distance to seek instruction from in each and every one of them. Cái truyền thống người Tàu hay, người xưa hay lắm. Nếu họ nghe được có một cái người bậc thiện trí thức, có người nào là hiểu đạo, đắc đạo rồi đó, là họ không màng đi ngàn xa vạn dặm, cứ tới thăm từng người từng người. So they will go and seek instructions. Okay, they don't go to Teho Sunim, they don't go to the mountain, they don't go to the valley in order to meditate. They seek instructions from one good no advisor to the next. Hồi xưa cái truyền thống như vậy, phải đi từng người thiền tri thức tới người thiền tri thức khác, chứ không phải đi thì em. Yeah. Hồi xưa đó, mấy người tu mà ở núi rồi đó, ăn dưa cải xoay bố không à, mới thành Phật, mới thành Bồ Tát. Bây giờ ăn phở hoài không chắc không có. Không có thành được. My temple is full of traders. Cái chùa mình toàn là đồ phúc đồ phản không à. She says that back then also in those traditions they didn't have to drink, they didn't have phở to eat. And all they ate was boiled vegetables. Okay. And rice, at best rice, no tofu even. Hồi xưa không chỉ ăn rau luộc mà không có đậu phụ luôn ha, chứ chắc có cơm nữa. Đời này mới có phở sao mà đắc đạo được. So her point here is that how can you Vietnamese eat phở and become enlightened? That's not possible. Traitor, đồ phản. Go back to CTTB. Go back where you came from. People used to tell me that. Trước thầy qua đây đó, ngay Nhà Trắng nó nói, mày trở về cái nước mày đi. Giận mình quá đó. Mày trở về nước mày đi. Tao nước tao mất rồi, tao nước mày là nước tao rồi, nó không có trở về đâu nữa. So she says, stop bragging about phở. Đừng có khoe phở, mất mặt lắm. Ăn phở không thể nào đắc đạo được. It's not possible for the Vietnamese to attain the way if they eat phở that much. But the point still is that back then the Chinese would go and seek instructions, sought instructions from the great teachers. And that's what they're known as good no advisors. Thành đời xưa đó, cái hệ thống người Tàu đó, người ta có cái truyền thống, người ta đi tìm nghe những người danh sư đó, họ đồn nhau những người danh sư đó, thì họ tới họ xin tham phỏng và xin được lực được cái hướng dạy. They came there to ask to be taught, because back then they had no PhD in Buddhology programs. Tại hồi xưa chắc không có mấy cái bằng tiến sĩ nữa. So that's good no advisors for you. Okay. Thời xưa cái hệ thống đó, that is what the Chinese refer to as a good no advisor system. Thời xưa cái đó người Tàu gọi là cái thiền trí thức. However, Venerable Huệ Năng says you should seek a great good no advisor. He says don't go to a good no advisor. Ngài Huệ Năng là chơi sang đó, nói là đừng có tìm thiền trí thức mà tìm đại thiền trí thức. Dễ sợ không?
And it's along the line of what Jim just said. Okay? A great good knowing advisor's only job is to teach you the certain teaching. That's correct. Thành ra các anh đại thiền tri thức là sao? Là cái người mà chỉ dạy cái vị cái pháp đủ giáo thôi, không dạy gì hết. Nothing else. Người hiểu được cái pháp đủ giáo. He understands the Dharma of the most supreme vehicle. Hiểu được cái pháp đại thượng thừa này. That is certain enlightenment. Cái đại thượng thừa là cái pháp của đủ giáo, đủ ngộ. Gọi là đại thượng thừa. Okay? But then you might ask, Venerable Hùng Rận is a great no advisor, right? The fifth patriarch. Nếu như vậy, cái gì nghĩ là Ngài Hoàng Nhẫn cũng là đại thiền tri thức. Yes, he's a great good no advisor because he taught Huệ Năng, tại vì Ngài đã dạy Huệ Năng rồi, đúng không? Dạy được cái đốn giáo rồi. And how come only one of his disciples became enlightened and the other still didn't? Tại sao mà bao nhiêu đệ tử Ngài Hoàng Nhẫn ngũ tổ đó mà có mình Huệ Năng là đắc đạo thôi? Sao kỳ dữ vậy? Why is that? Huh? Have you thought about that? Why is it? Yes. Because that there's only that one who had enough blessings? It takes two to tango. Phải cần hai người mới nhảy đầm được. Can you imagine doing the tango by yourself? You look so weird. Cái gì nhảy đầm mình sẽ trông nó gì hờm không? Huh? Ông thầy giỏi, phải có trò giỏi mới gọi là thầy giỏi được. What happened is the great teachers are defined by great students. If the students are no good, the teacher is mediocre. Cái học trò phải giỏi, ông thầy mới giỏi được. Học trò dở, ông thầy không cách nào mà giỏi được. It's not possible. So that's why fifth patriarch, as soon as he found Huy Nhẫn, and he taught Huy Nhẫn, he's so happy, he said, the rest is bicycle people, I'm done, I'm leaving, I'm dying, I die very soon, because I'm done with you idiots. Thành cái ông ngủ tổ tồi lắm. He endured all these thousands of students. He said, oh, teach me, you're a great no advisor, I teach you, I want to become enlightened, and so forth. He said, okay, let me train you. Okay. And then after all these years, and then Huệ Năng came along and said, oh my God, I have to go back to these people? So fifth patriarch, after he kicked Huệ Năng out, he says, I'm retiring. Thành ra ngũ tổ khi mà gặp dạy được Huệ Năng mừng hết lớn luôn, mà nó bây giờ dạy nó xong rồi, đốn giáo cho nó xong, nó hiểu được đốn giáo rồi, ok, thì bây giờ mình trở về dạy lại mấy cái tụi ba si đó cố hả, đâu có được, thành ngài nói tao về hưu, tao về cõi Phật, alright. Questions. Phật bạch thầy, ngày xưa ngũ tổ nó học sinh rất là nhiều, mà kêu bằng nó học giả không à. Rồi Huệ Năng là người hành giả, bởi vì mới Huệ Năng là con người nó ngũ tổ mới thấy Huệ Năng là có đầy đủ cái đức hạnh thì mới ấy, chứ giống thằng Tú rồi này kia cũng giỏi lắm. Mấy người đó cũng mấy học trò đó cũng rất là giỏi, cũng là mà ấy mà cái bằng nó học giả của Đức Phật, nó không có hành được. Thì bởi vì ngũ tổ rất là thất vọng, tới sau gặp được Huệ Năng rồi đó thì cô thấy không, một cái đời người ngày ngũ tổ đó dạy Huệ Năng một lần một người thôi là thấy là cuộc đời mình có ý nghĩa rồi, đâu cần dạy mấy thằng kia nữa đâu, xong rồi.
Mấy đứa kia thì dạy để đợi ngũ tổ tới mà dạy, lục tổ tới mà dạy. Chứ thật là vậy đó. Phải khả năng ngũ lục tổ không thể nào bỏ lơ mấy cái người kia trước được, là tại vì người, những người đó, đó duy trì cái hệ thống của Ngài Hoàng Nhẫn để ngũ lục tổ tới mới hưởng được. Hệ thống Phật giáo mình nó hay vậy đó, đó. Đừng khinh thường mấy cái người đó. I explained to her in Vietnamese, the pho eating people. I said, it is true that for the fifth paycheck to teach Huy Nung, train a person on Huy Nung, he says, I've done my job. This is the best I could do in my life. If I teach one person like this, my life is worth it. It's mission accomplished. Okay. However, how did Huy Nung feel about it? He says, he cannot say, only I matter. It doesn't work like that. Điều lúc đó nhớ ngài Huệ Năng á, lúc mình đắc đạo rồi ngài mới nói á, không thể nào nói á, là tao á, là đệ nhất, tao là quan trọng nhất. Okay. But he says, Huệ Năng says, since I understand this certain teaching, it's only because of these thousands of students of the fifth patriarch who were there with him, so that I have a place to go and receive training. And therefore, I need to go back and help these people. Now it falls upon me to continue training these people. Not say that I'm number one now, sayonara, I'm moving to Japan where they're gonna offer me a bigger temple and you Chinese people be inferior. No. Now he says, now it's my turn to help these people. Because my master helped them, my teacher helped them. Now it falls upon me to help them. Okay? That's wisdom. That's gratitude. Thành ra quý vị biết không, Ngài Huệ Năng đâu phải như người phàm phu mà nó là khoe, nó là bây giờ tao làm tổng thống rồi, thôi bây giờ tao muốn làm gì làm, muốn bỏ bê người ta không sao hết. Ông này cũng nói, mình có được ngày hôm nay tại nhờ những cái người Basiloco đó. Giờ mình hiểu cái pháp này rồi, mình thay thế sư phụ mình, truyền lại cho tôi, tiếp tục dạy cho tới khi mà nó chín mùi thôi. Because what happened is, these people had to be there for many years for the fruit to ripen. Phải cần thì giờ nó mới chín được. Okay. Thành cái đó là cái trí huệ của cái người đại thiền trí thức. That's the mindset of a great good noble advisor. Okay. He says, I need to transfer my knowledge. Cái người đại thiền trí thức nói, tôi phải truyền cái trí, cái hiểu biết của tôi. It's never about to go out and build more temples. Cái không phải cái cần người đại thiền trí thức phải cần ra xây chùa. Never about that. Is that clear? You can recognize the great no advisor because the emphasis is, I want you. I want to pass on what I was given to me, on to you. That's my job. Anh nói quý vị nhận là người thiền đại thiền trí thức là cái người mà không phải nghĩ là mình hơn người ta, mà người nghĩ là tìm cách để mà truyền cái tri kiến mình cho cái đời sau. Is that clear? Thành cái ông Huệ Năng đang khiếp lắm, nói là mày phải đi kiếm, quý vị phải đi kiếm những cái đại thiền đại thiền thiền trí thức đó mới thiệt sự là nó tu lẹ hơn nhiều. So Huệ Năng is very 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 compassionate. He says, if you want to become enlightened quicker, go find those great good advisors. Okay, because they are not interested in temples. They're not interested in fames. Thành cái người đại thiền trí thức không tham chùa, không tham danh, không tham vọng, không tham tiền. They're not greedy for money. They may like phở. Có thể ăn phở, thích ăn phở thôi. But that's harmless. Okay? And their
primary purpose like my late teacher, Master Sri Hoa. Và cái chuyện công lớn nhất của họ như chuyện của Ngài Tiên Hóa, ân sư của Thầy đó, là truyền cái pháp cho cái đời sau. Truyền xong là bỏ đi được. He transmits the knowledge to the next generation, he's done. Dạy xong rồi, đủ rồi, đi được. Thế sao kia? That's how you recognize him. Great no advisor. So the sixth patriarch says, look for a great no advisor. Go for the gusto. Go for the big super lotto. Wait for the super lotto. Tìm cái đại thiền trí thức. Is it clear? The teaching here is that do not settle for small or regular good known advisors. Seek the great good known advisor. That's a certain teaching. Cái đốn giáo là như vậy, là quý vị tìm cái đại thiền trí thức. Không phải chỉ tìm thiền trí thức thôi. The Chinese only seek good known advisors. The sixth patriarch says, seek great good no advisors. Người Tao chỉ dạy cái vị là cầu thiền tri thức thôi. Ông Huệ Năng dạy cái vị cầu đại thiền tri thức. And don't go there and say, you guarantee me I'm going to be enlightened. Đừng có tới đó mà đòi cam đoan đắc đạo. Okay. Questions. You have all these beautiful tips from the greatest cultivator, and you're not even happy, you're not impressed. Cái người đại, cái đại cái chân tu mà người ta nói cái vị biết những cái bí mật này, cái vị không có gì mà có ẩm ờ nó. What's the big deal? Oh my God! People have been reading this text for 1,000 years. They don't realize this important lesson. Tao đã đọc cái này cả ngàn năm rồi không hiểu cái tầm quan trọng của cái bài học này. That's why they lost it. They no longer looking for great good advisor. Ask Phoebe, she'll tell you. They moved to Canada. Where can you find a great good advisor in Canada? Please tell me. Thấy không quý vị thấy chứng minh cái người Tao ta mất hết rồi, mất cái gốc rồi. Ta đâu có tìm đại thiện trí thức, ta dọn đi qua cái ra xứ Tàu, trốn đi qua chỗ. Ok. Alright. 1:30, we still have 7 more minutes. Any questions? Oh, we're going, we're moving along. We are going to the important stuff. Text. Such a good no advisor possesses great karmic conditions, which is to say that he will transform you, guide you, and lead you to see your nature. It is because of good no advisor that all wholesome dharmas can arise. Shi chan chi shi, shan chi shi you da yin yun. So wei hua dao ling de jian xing. Yi qie shan fa yin shan chi shi nen fa qi gu. This is so beautiful. Bậc thiền trí thức ấy có đại nhân duyên là lo về việc hóa đạo khiến người đắc kiến tánh. Cả thấy các thiền pháp đều do thiền trí thức mà được phát khởi. Such a good no advisor possesses such a great good no advisor possesses great karmic conditions. Đại thiền trí thức có cái đại nhân có cái karmic condition, nhân duyên, đại nhân duyên. Meaning what? Great conditions meaning đại nhân duyên nghĩa là sao? Great karmic condition means that he owes you. He owes you. Đại nhân duyên là ông nợ cái gì? Yeah,
And someone is jumping up and now, oh, I better come and collect. Con người nhảy lên nhảy xuống, oh, thầy, cái chỗ nào đây con tới, con xin tới lãnh tiền, đòi nợ. Cheapskates, bằng tiền. Biết ông nợ rồi, now you know he owes you, what do you do? Vậy biết ông nợ mình, what do you, mình làm gì bây giờ? Tới đòi hả? You go and collect. Tới đòi hả? What? It's so American. God, you are so American. The Vietnamese will never do that. Người Việt Nam, người Tàu, người Mỹ làm chuyện đó, người Việt Nam không bao giờ tới đòi nợ, đúng không? The Catholic one said, I would. Yes, ma'am. I explained to you these things. I need to point out the subtleties of the teachings. Yes, ma'am. So if we don't go collect the debt from the great knowing advisor and wait longer, do we get even more interest in the future? Absolutely. You get more interest, yeah. The longer you wait, the more interest accrues. Mình đừng có đòi nợ, thì càng ngày tiền lời nó càng tăng trưởng. What else? Now you know he's here because he owes you. Quý vị biết á, ngày hôm nay ông tới, người đại thiện trí thức nó tới là tại ông nợ mình. Yes? Is it clear? Quả Ngân có hiểu không? Hiện trí thức mà hiện ra tại ông nợ mình. Thì mình làm gì bây giờ? So what do you do? We wait. No, Vietnamese says we wait. I let the interest accrue. Mình đợi để mà tiền lời thêm nữa. God is so petty. Bằng tiền dễ sợ. Anyone, what do you do? Làm gì? Thấy cô như thị. She does nothing. He says, I'm not. I'm gonna be above. Tôi là người cao quý, không có đẹp, không có đòi gì hết. Mấy cái đồ thiên chúa giáo, I mean these false Catholics, we don't want to hear them. Yeah, kimchi people. You go to the great knowing advisor and give him more. Kimchi people have it tonight. Precisely. Yes. Exactly. Investment. You know he's here because he owes you. Isn't he a good credit? You give him more. Stupid people. You don't say, oh, can I have a super lotto? Can I have a car? Can I have a wife? Can I have a child? Can I help? No. If you want to become enlightened quicker, she's been after me all evening. What do I need to do to become a certain enlightenment? Cái bà này bà gớm dễ sợ, bần tiện dễ sợ. Cả tối là đi thầy, thầy phải dạy tôi cái pháp này, tôi còn đố cùng. Teach me how to become, to be certain, to reach certain enlightenment. I'm teaching you. Nó dạy ra. You know he's here because he owes you, right? Yeah. Okay. So he's such a good credit, right? Yeah. He says he's gonna have to pursue me and help me. Cái ông này, ông nợ mình, mà ông biết ông nợ mình, ông chạy ông rước mình để ông trả nợ cho mình, right? He has to chase after me to pay me back. That's a great new advice. Cái người đại thiện trí thức là chuyên môn đi rước cái chủ nợ để mà trả nợ cho nó, đúng không? So what do you do? You make sure you owe him more. He owes you more. I don't know. Why should I help you? You understand? If he's such good credit, wouldn't you want to loan him more money? Huh? That's why you are bicycle people. You're such small thinkers.
Sean is so disappointed at these people. You see, this is what I have to work with, like the fifth matriarch, bicycle people. Thấy không? Người ta mà biết mình nợ, mình rước mình để mà trả nợ. Thì mình tội gì mà lấy nợ? Mình cho thêm nữa, bắt nợ thêm nữa, cho chết luôn, rụt xương luôn. You see, I would do, I were you, okay? And I missed the boat. I'm so upset about it. I came and joined my master when he was dying. I shaved my head. Lúc cái thầy tới, okay, với ngài Tuyên Hóa nó cào đầu á, là ngài Tuyên Hóa đang chết, on his way out. And you know what? Vì sao? I gave money to Vietnamese temples. Tiền để cúng cho mấy chùa Việt Nam. Did I give any money to my master? Zero. That's how stupid I was. No one ever taught me this thing. So that's why he left. He never came back and said, what do I care about you? Thì dại dột dễ sợ. Chùa, mấy chùa khác thì cúng, mà cái chùa Thiên Hóa không cúng, nhất định không cúng. Thì ông chết bằng cái đó, bây giờ cúng ai bây giờ? Dốt đặc chịu thôi đó. Mình thấy I beat myself every night. I said, how can you be so stupid? Dốt dễ sợ luôn đó. Yes ma'am. What is the best way to make him all such so much more than he gives me? I don't know. A Di Đà Phật và thầy, ngày xưa đó ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thầy là một thiện tri thức mà đâu ai biết đâu, thầy 10 người đó chỉ có 2 người tin tưởng thôi, giấu luôn chứ 8 người là không có tin tưởng. Không biết mà ông biết mà, ông biết mà người ta biết ông mà còn biết tới mà cúng dường như ông là ông chết nữa. Sức mới mà đi được. Tìm người chuyện trí thức đâu có dễ đâu, đó hiện ra cho nên đại đại cúng đâu. Bởi mấy cái thời ông còn sống, mấy cái tuổi kia nó tới nó xin được chữa bệnh, nó xin này xin nọ, để ông trả xong bỏ ông đi được tỉnh bơ. Còn từ tuổi nó tới nó cúng xuống mấy ông bỏ đi được. Cúng tụi ông chết ngắt tụi nó rồi, ngồi 200 tuổi luôn. Thì sau khi ông chết rồi mới bật ngựa đi cúng. Bây giờ thầy cúng cũng kịp nữa. Cũng cúng, cũng phước báo lớn. Cũng hơn là cúng mấy ông thầy Ba Sĩ Đố Cố. Nhưng đều mất cái cơ hội. Cột chân luôn. Ok. It's for poor people. She says, I missed the boat too. She says, and now I knew. I said, yeah, a lot of people realize after my master is gone, they say, oh, this is a great bodhisattva. He is a great bodhisattva. And when he was alive, a lot of people came and said, please heal me. Please give me this. Give me a wife. Please give me money. Give me a job. Please heal my illness. They collected. And he paid. And I came, I said, teach me chant, allow me to become a monk, feed me. How about some more clothing? How about temple? And that's why he says, okay, I'm leaving. Goodbye, I paid enough. Oh well, hết giờ rồi. Time is up. Thank you everyone. We continue tomorrow night at 1:31. Tối mai giảng tiếp ở tâm 131. Thank you.